Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì bếp mẹ Tôm sẽ cùng khám phá chức năng hoàn toàn mới của chiếc máy xe nấu VR5 này, chính là chức năng cúc. Và mình thực hiện món với xương và bí đỏ, là món canh mà thường xuất hiện trong các gia đình Việt Nam vào những ngày hè này nhé. Thì ở đây mình có chuẩn bị đấy chính là 300g xương, mình đã có trần qua rồi. Và ở đây là 100-150g bí ngô, và phụ theo đó thì có một ít rau thơm này, thì mình có rau ngò và lá hành này, mình có gia vị là mắm hoặc là một chút muối nhé. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện. Mình sẽ cho toàn bộ số xương mà chúng ta đã luộc qua này vào trong chiếc máy. Sau đó chúng ta sẽ cho nước vào nhé. Thì phần nước mình sẽ cho ngập đến phần xương, tùy vào cái lượng mà canh nhà mình sử dụng. Mình sẽ cho nước ngập vào đến phần xương này. Mình thực hiện thao tác này, mình chọn nút Start. Sau đó mình bấm chọn chức năng. Đây là chức năng cúc, sẽ thực hiện trong vòng 30 phút nhé. Và mình bấm Start. Thao tác rất là đơn giản đúng không? Và trong thời gian là chờ xương được hầm thì mình sẽ thái bí ngô và thái các loại rau thơm khác để cho vào sau. Khi mà máy nấu còn khoảng 14 đến 15 phút thì mình sẽ mở chiếc nắp phụ nhỏ trên cùng ra nhé. Mình sẽ thả các cái bí vào. Như vậy là sau 30 phút máy thực hiện món chức năng cúc để nấu canh ấy, thì món canh của mình đã xong rồi nhé. Mình sẽ cho rau thơm vào sau cùng. Và mình sẽ nêm thêm gia vị. Các bạn có thể nêm gia vị bằng muối hoặc là mắm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cho canh ra ngoài bát để cùng xem là cái chức năng này thì nó rất là ok như thế nào nhé. Bí này, mình cho vào phút thứ 14, hoặc là các bạn muốn cứng hơn thì các bạn có thể cho vào lúc khoảng 10 phút là ok nhé. Canh thơm lắm. Vậy là với một chiếc máy rất là thông minh như Ukulele VR5 thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái món ăn ngon dành cho gia đình, giống như là cái món canh và bí ngô và xương này, rất là đơn giản đúng không? Không còn lý do gì mà chúng ta chần chừ để sở hữu một chiếc máy Ukulele VR5 này về với gia đình mình nhé. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe kênh Bếp Mẹ Tôm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.